Xin chào quý khán thính giả, ngày 31 tháng 8 vừa qua, một nam lao động bất hợp pháp quốc tịch Việt Nam đã bị cảnh sát Đài Loan bắn 9 phát súng và đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Cũng chính vì sự việc này, vào ngày 4 tháng 9 có khoảng hơn 60 lao động đến từ các nước Việt Nam, Indonesia và Philippines đã tổ chức một cuộc biểu tình tại Bộ Nội vụ, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Đài Loan, với sự có mặt của nhiều báo chí địa phương và các tổ chức xã hội dân sự. Vậy mục đích của anh tới cái cuộc biểu tình này là gì ạ? Chúng tôi là cùng đồng hương với nhau. Anh đó, anh Phi, người ở Nghĩa Đàn. Anh năm nay mới chỉ là 27 tuổi, một người trẻ ra đi rất là sớm. Và tôi cảm thấy điều đó rất là oan ức. Và tôi nhìn thấy cái điều đó tôi quá đau buồn với những cái hành vi bạo lực giết người của cảnh sát Đài Loan như vậy. Chúng tôi thì đi biểu tình để mà đòi lại cái công bằng, cái quyền lợi cho anh Phi, và yêu cầu chính phủ Đài Loan phải làm rõ sự việc. Theo chúng tôi được biết thì anh Phi là một lao động làm ngoài hợp đồng hơn 3 năm, thì anh có biết lý do vì sao mà anh như vậy không ạ? Cũng như tôi đây, là cũng một lao động đến Đài Loan thì cái phí đi quá cao, tất cả mọi môi giới đều thu ít nhất từ 5.500 đến 7.000 đô. Cứ nghĩ rằng sang đây sẽ là có những công việc tốt đẹp như môi giới quảng cáo. Công việc không có, nhiều cái áp lực trong công ty, chủ đầy này nọ này khác. Đến khi chúng tôi tôi nghĩ anh này cũng vì những cái lý do đó, cho nên là anh phải bỏ ra ngoài để mà mưu cầu kiếm thêm đồng tiền. Cũng qua cái sự việc này, tôi cũng muốn là xem như thế nào để mà bảo vệ cái quyền lợi cho người lao động nghèo. Một là có thể là hủy bỏ môi giới. Hai nữa là xem giảm phí mức tới thấp nhất đến tối thiểu để cho người lao động nghèo làm việc để mà mưu cầu cái cuộc sống, giúp đỡ gia đình. Xin chào chị. Chị là một trong các nhà tổ chức cuộc biểu tình ngày 4 tháng 9 và là một người Đài Loan. Chị có những suy nghĩ gì về hành động của vị cảnh sát Đài Loan đối với lao động Việt Nam vừa qua? Chúng tôi thật sự cảm thấy rất đáng tiếc trước sự việc đã phát sinh. Cho đến bây giờ, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin gì liên quan đến vụ án này, đặc biệt là đoạn băng cảnh sát thi hành nhiệm vụ vào ngày 31 tháng 8. Chúng tôi yêu cầu tất cả phải được công bố. Qua vụ việc này, chúng tôi nhận thấy rằng xã hội Đài Loan đối với lao động nước ngoài thật sự rất không thân thiện. Có rất nhiều người bày tỏ ý kiến do người lao động này đã làm việc bất hợp pháp, cho nên đó chính là hậu quả mà anh đáng được nhận. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Đài Loan sẽ có thể xem xét một cách toàn diện chính sách lao động di cư, đặc biệt là luật dịch vụ việc làm phải được mở rộng để người lao động được tự do chuyển chủ. Sự kiện này đang dấy lên một làn sóng trong cộng đồng người Đài Loan và Việt Nam tại Đài Loan. Chúng tôi hy vọng chính phủ Đài Loan sớm giải quyết sự việc để anh Quốc Phi nhanh chóng được đưa về quê hương an táng và đòi lại công bằng, công lý cho anh. Đó cũng là nguyện vọng của gia đình anh Phi. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán thính giả. Khánh Vy, tường trình Jazz Biten từ Đài Loan.